với bà là cái đứa Atifan này hay là cái shop này gửi nhầm, hay là bà giúp việc nhà tôi. Tôi chạy xuống đấy, bà giúp việc gọi là Trang chạy xuống lấy hàng dùm chị đi đón Kiến. Thế là tôi hớt hả, tôi đang rất là vội, rất là vội luôn đó, rất là vội để đi mà gọi là nhận 5 cái túi mới về. Nào ngờ chạy xuống thấy cái túi này nghĩ quần legging, nên là chị nào nhá, em là không muốn ăn không ăn hỏng của ai bao giờ cái gì đâu. Chị nào biết cái shop này ở đâu, vui lòng tác cái shop này cho em. Thời trang Vinitilo. Đó. Ngách này là ngách 107, ngõ 22, phố Khuyến Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Số điện thoại 84985635296. Đó. Gửi cho tôi 4 cái này, tôi nói với bà nghe nha. Em nói thật các chị, cuộc đời này ấy, đấy là mình không có chồng. Chứ nếu như mà em có chồng như các chị, có khi nào các chị bị đánh vỡ alo không? Ví dụ chồng các chị 150 cân mà các chị lại bị gửi một cái đơn hàng 4 cái quần xịp nam cỡ này về, về nhà các chị đây. Xịp nam kiểu gì đây? Hàng này hàng Trung Quốc hay là hàng gì đây? Gửi cho em 4 cái như thế này. Em nghĩ là bọn Atifan này nó chưa đầu tư. À 4 màu, em bị mù màu. Nãy tưởng một màu. Quảng cáo luôn cho shop này. Nhật này, Nhật tả. Đấy. Màu gì này? Eo ơi, thật sự 4 cái màu này thôi. Cho chồng em đánh hỏng người. Chồng em mặc xịp là mặc xịp màu à, màu trắng. Đây, như này có phải chết em không? Nếu bọn Atifan nó nghiên cứu lên cỡ này, nó biết chồng em chỉ mặc xịp màu trắng xưa giờ, mà nó mua 4 cái quần xịp nam này, đó, và để nó gửi đến nhà cho em. Nếu chồng em thấy trong nhà có 4 cái quần xịp này, 1, màu blue xám xanh, 2, blue đậm, Khuyên, mày đang đâu, 3, black color, 4 là xám lông chuột. Theo các bà, nó mà gửi đến nhà tôi 4 cái quần xịp này, mẹ sao mà chồng tôi hỏi là em mua cho ai đấy, thằng nào đấy, thằng nào nó mặc cái quần xịp màu này mà em mua cho nó. Ôi giời ơi, em vỡ alo là chắc rồi. Ôi giời ơi, mấy con Atifan ngâu ngục, ý của chúng nó là định mua cho em cái này, gửi cho em đến nhà để chúng nó làm xào xáo vợ chồng em. Chúng mày sai rồi, chồng chị không ở Việt Nam nên là không hại chị được. Không hại chị mày được đâu. Chị mày được cái là gì? Cả đời đến tận tình đến bây giờ nhá, chưa bao giờ và không bao giờ mua xì lịp, xì chiêng, xì lít gì ơ cho bạn bè là một chồng hay người yêu, cũng không bao giờ nhé. Tự mua, tự thích xì tai nào tự đi mà mua. Nó định hại em đó mấy chị ạ. Các chị thấy chúng nó dã man không? Bây giờ chúng nó còn tính đến cả phương án mua cái quần xịp này để gửi cho em đó, để mong rằng là gia đình em xào xáo. Các cưng nhầm rồi, chị được cái xưa giờ là chị không có bao giờ chị mua đồ cho dai, chỉ có dai đưa tiền cho chị thôi, chị mới có tiền mà chị đi gửi ngân hàng. Ôi giời, gấp như thế nào mấy bà, em cũng không phải là người đàn bà của gia đình, vì xưa giờ nhà có giúp tiệc, gấp thế nào. Shop này mà liên hệ tôi gửi giả lại 4 cái quần xịp này thì về mà tự gấp nhá. Đấy, tôi không ăn hỏng 4 cái quần xịp đâu. Chết chết tôi rồi. Các chị ạ, thông cảm. Người đàn bà mang cái nết đàn ông chắc trở lắm, không bao giờ biết gọi là gấp quần xịp cho chồng là gì. Làm việc gì cũng có gọi là giúp việc làm dùm. Nên là gửi thân gửi cái shop Tili Milo gì, ác nhân ác đức vừa thôi. Đây không xin từ thiện, gửi 4 cái quần xịp đến đây. Đấy, định làm cho tôi gọi là bị chồng đánh chứ gì. Ôi rồi ôi, đây tôi nói cho mấy bà nghe, các
các bà đoán xem là cái đơn hàng này là người ta gửi nhầm hay là như thế nào. Bởi vì bà giúp việc nhà tôi vào xin việc sau khi con Trang về quê lấy chồng. Tôi đã nói là tôi không tuyển giúp việc có người yêu, có bồ, có chồng nhá. Bà này bà bảo là em ly hôn chồng 12 năm, em không thích đàn ông nữa rồi. Dạ tôi không chơi ô môi bà, dạ không. Em giờ ở vậy, chơi với mấy con bạn già. Em có bà giúp việc dễ thương tội nghiệp dã man các bạn. Nói ra câu chuyện này tôi cười muốn xỉu. Tôi đi chê tôi ngày 17 là ngày mai á, là ngày bà nhận lương. Trước khi tôi đi bà hỏi tôi này, chị ơi cho em xin ứng lương được không? Không. Ứng cái gì mà ứng? Đến ngày lương tôi trả không có ứng cái gì cả. Bà bảo bà xin ứng 5 triệu. Không cho ứng. Tại vì mình đi Đà Lạt chơi mấy ngày, ứng về bà quăng mẹ con mình đâu, ra bà mới làm có tháng à. Thế là tôi đi tôi đưa 1 triệu. Tại vì tôi tính là để ở nhà nhớ ứng kiến nó ăn bánh ăn trái gì. Bà mua gì 1 triệu phải không? Trong 1 triệu thôi. Đấy. Chiều nay về, vừa mới về trưa nay xong. Bà bảo chứ, bà gọi điện thoại cho cái con bạn thân, kêu là tao gửi cho mày 500 rồi đấy, mày lấy mà trốn đi. Ui giời ơi, u là trời. Tôi mới nhiều chuyện, tính tôi nhiều chuyện cho mấy bà. Tôi lọc cọc ra sofa tôi ngồi. Sao đây? Chuyện gì đây? À, con bạn thân của chị bị chồng đánh. Bị chồng đánh. Thế là nó ký đơn ly dị, nó trốn ra khỏi nhà rồi. Chị gửi cho nó 500 để nó đem tiền xe đò trốn về quê. Úi giời. Thế mình bảo bạn bà cũng khổ gớm nhỉ. Ừ, yêu cái thằng đấy lắm, bị nó đánh cho. Úi giời ơi. Thế còn 500 nữa đâu, đưa đây. Tôi đòi 500 hôm kia cho bạn chị mượn rồi. Bạn chị mua thịt mất 800 mà nó có mỗi 300. Mua 800 để mua để ăn dần ấy, để tủ đông ăn dần, để kiểu mua mấy cân ấy. Khổ. Nhà em có bà giúp việc dễ thương, tính rất dễ thương, rất vì bạn bè, cho bạn mượn tiền liên tục, không có đồng nào trong người. Nghiệp bạn bè vậy đó. Nhà em có bà giúp việc dễ thương vậy đó. Có tiêu gì đâu, suốt ngày ngồi trong nhà có tiêu gì đâu. Có tiền cho bạn mượn giúp đỡ bạn. Có những người có cái số bị gọi là số bạn mượn tiền đấy. Đấy, xong rồi là, à, tôi chết mẹ rồi. Có khi nào bốn cái quần xịp này, các bà có tin là bốn cái quần xịp này bà mới quen ai trên mạng không trời? Tại vì nhà em xưa giờ em mua hàng trên mạng á, là em sẽ chuyển khoản tiền hàng và phí ship hết. Giúp việc chỉ nhận hàng không trả tiền, bởi biết mua cái gì mà trả, biết để bao nhiêu tiền mà để. Có khi nào bà ấy, trong một tháng ở nhà em, bà lại lên trên mạng, bà tìm bạn bốn phương, bà đã yêu một ai đó rồi không mà mấy bà? Có khi nào lại là con Trang số 2 không? Chào chị Phương Loan. Có khi nào bà lại là con Trang số 2 không mấy bà? Lại quen thằng nào trên mạng đi mua bốn cái quần xịp này? Bởi vì cái đơn hàng này là bà ấy nhận. Tại vì đơn hàng này người nhận đây này, người nhận là chị Nguyễn Thủy. Người nhận chị Nguyễn Thủy. Đó. Có khi nào bà lại quen ông nào trên mạng mua quần xịp tặng? Tôi nói với bà nghe này, yêu nhau mà đến cái giai đoạn tặng đến cái quần xịp rồi là nó rất dễ là gọi là hấp diêm nhau. Bởi vì mặc quần xịp là phải mặc thử. Anh mặc thử cho em xem. Thôi chết tôi rồi. Tôi nghi lắm nha. Tôi nghi cái cặp quần xịp này bà lại mua cho ông nào, để ông ý gửi cho ông ý để ông ý mặc rồi. Ôi thôi chết tôi rồi. Sáng đêm hôm qua, tối 7-8 giờ hôm qua bà nhắn tin: chị Trang ơi, mai cho em mượn xe cúp, em chạy đi công việc một tí, 12 giờ trưa em về. Không được. Ngày mai tôi bay 8 giờ từ Đà Lạt về, 9 giờ tôi đáp, 10 giờ tôi về đến nhà, bà phải giặt quần áo cho tôi. Tại vì em thích mấy cái quần mà dài dài đây, ấm để mặc đi Đà Lạt, đi Huế sáng mai. Bà phải giặt bằng tay để cho nó khô, để đêm tôi gấp quần áo vào vali. Có khi nào bà định mượn xe cúp của tôi, bà đi gặp người yêu ông trời? Cái vụ này tôi phải làm rõ này. Tối tôi về, tối nay tôi về, tôi sẽ làm rõ cho các bà cái vụ việc cái quần xịp này. Tôi phải hỏi thẳng tưng mới được. Bởi vì không thể nào để tình trạng mới vào làm một tháng lại có bạn trai lại bỏ con gái tôi mà đi. Chứ tôi chưa la lối gì bà này bao giờ nhá. Bà làm một tháng trời tôi chưa nói năng câu gì đâu. Nghi lắm. Các bà cầu nguyện cho tôi đi. Chứ không là tôi từ giờ đến tận ngày mùng 1 tháng 1 Tây là tôi đi du lịch suốt đến giờ, đến ngày đó đến giờ mà bà bỏ tôi mà bà đi là tôi chết, cho các bà vừa lòng.
Rồi ôi, mọi người ơi, đã tìm ra thủ phạm của cái quần xịp rồi. Tôi tắt điện thoại tôi gọi. Để tôi tắt điện thoại tôi gọi cho mấy bà. Trời ơi, tôi tìm ra thủ phạm cái quần xịp rồi. Trời thần thiên địa. Trời ơi, tôi thật sự cả nhà. U là trời, cái thằng khốn nạn đạt này. Hello Đạt. Đang đi xe ra Huế đây nè. Mà mày làm cái gì mày lại đấy? Mày lại mua 4 cái quần xịp mày gửi vào nhà tao. Mày cho tao hỏi là vì sao mày định hại tao hay nào? Định gài chị đấy. Mày định gài bố mày à? Từ nãy đến giờ làm bố mày mấy tiếng hồ? Mày cười cái gì? Tại sao mày lại gửi 4 quần xịp vào nhà tao? Mày cho tao biết. Mẹ thằng này. Bây giờ mày trả lời tao coi. Không biết. Bấm nhầm đấy. Tại sao mày lại gửi 4 quần xịp vào cho tao? Tao lại tưởng con Atifan nào nó gửi quần xịp vào hại tao. Mày khốn nạn thật đấy. Tao là mày định hại tao à? Mày, tao nói mày nghe là Đạt, mày để cho tao mất thời gian 1 tiếng đồng hồ rồi. Tao không biết là ai gửi cái quần xịp cho tao. Tao phải ngồi tao nghĩ rằng là có khi nào nghĩ bao nhiêu kế hoạch luôn. Tại vì là người nhận là bà Thủy. Vâng. Bà Thủy nhận lại không trả tiền đồng nào. Mà tao đang chờ như là thằng khốn nạn này. Tao đang chờ cái đống túi này về này là. Thằng khốn nạn này. Đây, tao đang chờ 5 cái túi này về để tao live stream tao bán hàng ha. Nên là đến khi mà bà Thủy bà đi đón ông Tiến hôm nay là tao không đi đón. Xong rồi là bà Thủy kêu là chị Trang xuống nhận hàng. Không mất tiền. Tao bảo là ok. Tao nghĩ là xuống lấy thùng hàng. Tao đi xuống đến nơi tao thấy cái quần xịt. Tao thấy cái túi này. Tao cũng không biết là cái gì. Tao nghĩ là cái quần legging tao mua của bên con Linh. Rồi tao rạch ra tao thấy cái quần xịt. 4 quần xịt nam. Không trả tiền. Tao nghĩ gửi nhầm. Nhưng mà tao mò lên đây thì đúng số bà Thủy. Và địa chỉ nhà tao à. Tao bảo Atifan thì không thể biết số điện thoại vì bà Thủy mới làm 1 tháng. Tao đang ngồi, tao đang định cho nhân viên tao nghe lại ghi âm, xem lại camera trong 2 ngày nay tao đi vắng. Bà Thủy ở nhà có nói chuyện với dai rú nào không? Bởi vì tao không thể để tình trạng như con Trang nó nghỉ việc vì là nó có người yêu được. Mày thằng này. Mày cũng hay thật đấy Đạt. Lâu lâu nó phải có lỗi kỹ thuật chứ. Mày lỗi kỹ thuật mày mua 4 quần xịt. Chị no, auto là cái đi bây giờ cái địa chỉ ở trên đồ, chỗ mua đồ của em là chị Thủy. Vì em mua đồ cho chị quá nhiều cho nên bây giờ cái địa chỉ nó nhảy auto là cả đấy. mày tao nói mày nghe, nếu như người nào mà người ta mà có chồng ấy. Nếu như Louis ở nhà là sách việc. Louis ở nhà là sách việc. Tại Louis cả đời chỉ mặc xịp màu trắng và không mặc xịp vuông. Chỉ mặc xịp tam giác thôi. Nhớ là. Mày em bút thế à? Mày quá cười cái gì? Mày lại không biết à? Em út quá mất nếp. Đấy, tao nói may mà đời tao là con người gọi là xanh chín sòng phẳng. Thế là mai bọn tao bay ra này. Để chúng ta có lạnh không? Lạnh nhá. Lạnh mưa nào? Huế đây. Cái gì đang ở Huế, tối nay mới ra Huế. Vâng, Trâm bây giờ ra đến Huế tối ăn uống nghỉ ngơi xong sáng mai để sớm đón chị. Phải chăng là ăn uống nghỉ ngơi? Ừ. Đêm qua đã lỡ lộn rồi. Đêm qua lỡ lộn gì à? Đêm qua lỡ lộn 3 vòng. 3 vòng, ôi trời ơi, thế thôi, tết cái lỗi còn đâu nữa. Tao tưởng mày ra đến Huế mày cũng có mối để mày lộn luôn thì tao cũng phải gọi là quỳ lại. Thôi, mất công lại để mang tiếng là đướng bù. Cái gì? Mất công lại mang tiếng là nghệ sĩ đướng bù. Ồ, má tao nói. Bây giờ sáng mai đi đỉnh đi nói lệ, nếu về tới thì đón chị xong thì ăn sáng, sau đấy đi Lăng Khải Đỉnh rồi đi làng Hương chụp hình. Mặc áo dài vào. Vâng, mặc đồ không áo dài thì mặc mấy cái gì mà cứ văn hoa
Việt Nam vào cho nó chụp hình lên hình cho nó sáng sủa. Nhớ cầm dù nhá, cầm ô nhá. Giờ mà lỡ mưa. Vác cái dù đi nữa. Ờ, chứ, chứ ngoài này làm gì có ô, em lại em nhắc mọi người em lại quên rồi. Em lại quên phần em. Tí tối em đi em sang. Mưa to mưa lạnh lắm à? Để tao biết tao mang cái áo gió. Nó cứ xiết xiết vậy đó. Nói chung là cái số này nó cũng hên đấy, bốn cái quần xịp ấy nó cũng nó vào đúng ngày hôm nay để tí nữa tao cho vào cái vali mang theo. Chứ nếu như mà bốn cái quần xịp ấy mà nó lại vào ngày mai thì thôi Đạt nhá, mày chờ lần sau mày bay vào Sài Gòn mày lấy, tao không biết đi gửi hàng, làm sao gửi tao mới đi gửi hàng nhé. số vẫn còn hên, chắc là hy vọng hên sang ngày mai trời đẹp, lên lăng chụp hình đẹp, sau là lên về làng Hương. Để dưới đây có thuê cho thuê áo dài thì chị không phải mặc áo dài đâu. Có vừa tao không? Có áo dài, cách áo dài kiểu 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 cung đình ngày xưa, nhiều mẫu nhiều size lắm. Thôi tao cứ chắc cú mang sẵn đi. Ừ. À mai mình có hành lý không nhỉ để biết. Không, 7 cân thôi nha. Mỗi ngày 7 cân thôi đó. Đi có một ngày mà, hôm trước em nói với chị ok rồi. Thì đừng... Còn còn nếu không mua thì để em mua thêm. Mày vào ngay cái group ba chị em. Mày hỏi xem là mua bao nhiêu cân hành lý, mua một kiện thôi. Bà Hà là biết rồi, không phải tao, mà là chị Hà, giờ Kim Kỳ Lê. Là một con người đi 2 ngày cũng mang 7 vali. Cái con người đó không phải tao. Đạt mày có bị nhầm lẫn không? Mua thêm hành lý rồi. Mày vô nhắn được cái đó. Là chị Hà mang bao nhiêu vali, mang bao nhiêu bộ đồ để tao biết tao vứt ké vào. Để nói bà Hà, mua chắc là mua thêm 20 cân nữa. Một kiện 20 cân. Ok. Nhắn ai đấy. Ok.